Hiện tại mình là cái chương trình diệt virus của KVK, bản này là bản anti cho một máy sử dụng trong một năm. Thì cái chương trình này là mình thấy là nó diệt virus hiệu quả nhất hiện tại bây giờ. Thì chúng ta có thể đi mua hoặc là đến tiệm mua cái chương trình này. Chúng ta sẽ xem cho bên trong nó có gì. Có cuốn sách hướng dẫn cài đặt qua bước thôi. Đây này, cái đĩa cài đặt. Nếu mà bạn nào có mạng thì nên mạng tải cái bản anti virus này tải về. Đây là một cái giống như mã số điện thoại này. Mình có thể xé ra xé theo chiều thì nó hướng dẫn. Đây bạn lấy tay hoặc là lấy cái quả gì đó hoặc cào nó bị đi rồi chúng ta cài cho cái đĩa này vào cài đặt. Khi mà cài đặt thì nó sẽ hỏi cây này. Đây các bạn nhập cái cây này vô cái chốn cái bước mà mã kích hoạt này, nhập vào đây rồi nhấn nó hoàn tất. Rồi như vậy thôi, dễ dàng lắm. Xin chào các bạn nhé.